Vợ Châu Việt Cường nói gì khi tố diễn viên La Thành quỵt nợ bỏ trốn? Không đủ kiên nhẫn chờ đợi những lời hứa hẹn trả nợ của diễn viên La Thành, Ngọc Anh, vợ ca sĩ Châu Việt Cường lên tiếng. Tuần qua trên trang cá nhân, Ngọc Anh, vợ của ca sĩ Châu Việt Cường, trở thành tâm điểm chú ý của dư luận khi đăng tin truy tìm diễn viên La Thành. Lý do được đưa ra là nam diễn viên đã mượn nợ số tiền lớn, đến hẹn vẫn chưa trả và chọn cách bỏ trốn mất liên lạc. Vợ ca sĩ Châu Việt Cường công khai các đoạn tin nhắn trao đổi với La Thành, nhưng nội dung đăng tải khi bị chủ nợ hối thúc trả tiền, La Thành nói lời xin lỗi và hứa hẹn sẽ giải quyết mọi việc sớm nhất. Song nhiều lần anh thất hứa khiến chủ nợ bức xúc, dùng nhiều từ ngữ nặng nề để đối chất. Thông tin diễn viên La Thành bị vợ Châu Việt Cường tố quỵt nợ được nhiều diễn đàn lan truyền. Trao đổi với chúng tôi, Ngọc Anh xác nhận thông tin diễn viên La Thành nợ tiền chị và chưa trả là có thật. Ngọc Anh kể, cách đây một năm, em trai chị có quen biết La Thành. Sau đó, nam diễn viên ngỏ lời mượn 250 triệu đồng để quay sản phẩm âm nhạc. Giao dịch được thực hiện trực tiếp bằng tiền mặt và có giấy viết tay xác nhận giữa hai bên. Tiền là của gia đình tôi, giữa em trai tôi và Thành có quen biết, nên cho cậu ấy mượn tiền mà không suy nghĩ nhiều. Chúng tôi không hề lấy lãi suất gì cả, bản thân không muốn làm mọi chuyện ầm ĩ lên. Tôi cũng hiểu cho hoàn cảnh của Thành, nên đã cho cậu ấy kéo dài nợ nần đến gần một năm nay. Là nghệ sĩ, tôi mong cậu giữ lời hơn là hứa cho có. Bên cạnh đó, tôi là phụ nữ đang một mình nuôi con nhỏ. Vụ việc Châu Việt Cường vẫn chưa được xét xử, tôi vẫn là người quan tâm chăm sóc anh. Tôi không muốn dây dưa việc nợ nần, nên chỉ biết lên tiếng trên trang cá nhân, nhờ mọi người giúp đỡ, Ngọc Anh chia sẻ. Ngọc Anh hiện một mình nuôi con trong khi chồng đang chờ xét xử. Cũng theo vợ ca sĩ Châu Việt Cường, trong suốt một năm qua, La Thành chỉ trả được 20 triệu đồng trong số nợ 250 triệu đồng. Thành liên tục hứa, xong đến ngày cậu ấy lại biệt tâm. Đến giờ tôi vẫn không biết Thành đang ở đâu và làm gì. Trang cá nhân của Thành vẫn mở nhưng không liên lạc được, Ngọc Anh nói thêm. Chúng tôi đã cố gắng liên lạc với diễn viên La Thành để tìm hiểu sự việc, nhưng số điện thoại của anh đang trong chế độ ngoài vùng phủ sóng. Công ty đại diện quản lý trước đây của La Thành cho biết không còn liên quan đến nam diễn viên sắc đẹp ngàn cân và từ chối trả lời các câu hỏi liên quan. Bên cạnh đó, các bạn bè, đồng nghiệp thân thiết của La Thành cho hay hơn một tháng qua họ không thấy nam diễn viên xuất hiện đi làm cũng như mất liên lạc. Hiện tài khoản Facebook của La Thành vẫn mở, anh cập nhật hình ảnh gần đây nhất vào ngày 25 tháng 11. Theo thông tin mới nhất từ vợ Châu Việt Cường, sau khi chị đăng tin tố La Thành quỵt tiền, nam diễn viên đã gọi điện cho em trai của chị và hứa ngày 22 tháng 12 sẽ thanh toán hết tiền nợ còn lại là 230 triệu đồng. Tuy nhiên đến ngày hẹn, La Thành tiếp tục biệt vô âm tín. Tôi đã quen với lời hứa của Thành, bản thân cũng không biết làm cách nào, chỉ biết chờ đợi trong vô vọng, Ngọc Anh chia sẻ thêm. Đây không phải lần đầu tiên La Thành vướng vào chuyện nợ nần. Vào năm 2017, anh lên tiếng xác nhận đang gánh vác món nợ tiền tỷ, nhận được cát xê vài chục triệu, nhưng chỉ một ngày sau là anh không còn một đồng trong tay. Thậm chí anh từng phải gác lại tất cả công việc, sống bẩn giật trong suốt một năm dài tá túc tại lò bánh mì ở Long An. La Thành cho hay do làm ăn thua lỗ và bị lừa đảo nên đã lao vào cờ bạc để mong kiếm tiền trả nợ. Tuy nhiên con số chỉ ngày một tăng dần chứ không giảm. Chia sẻ trước truyền thông, La Thành hứa sẽ không gây thêm nợ nần và tập trung vào công việc. Vì vậy, việc La Thành tiếp tục bị vợ Châu Việt Cường tố quỵt nợ khiến dư luận đưa ra rất nhiều lời bàn tán. Nữ MC vô duyên dẫn quả bóng vàng là tình cũ của Mr. Control bị dân mạng khủng bố Facebook. Thái độ kém duyên của hai MC như dìm hàng anh Đức dễ khiến người không được giải phải chạnh lòng. Vừa qua, tại lễ trao giải quả bóng vàng, những tưởng sẽ đem đến niềm vui, sự phấn chấn, phấn khởi cho các cầu thủ và người xem. Nhưng không, dân mạng đã và đang cảm thấy cực kỳ bức xúc, điên tiết vì hạt sạn nằm ở hai MC. Cách trò chuyện cợt nhã, dài dòng, kém chuyên nghiệp của họ khi giao lưu, dự đoán chủ nhân quả bóng vàng khiến khán giả cho rằng anh Đức, Văn Đức như không được tôn trọng trong khi chú ý tới Quang Hải quá đà. Dễ dàng nhận thấy, dù được ca ngợi nhưng Quang Hải cũng chẳng lấy làm thoải mái. Sau tất cả, bộ đôi MC đã phải trả giá đắt. Trần Thiên Vũ xóa bài đăng ngay lập tức. Tường Vi tình cũ của Mr. Control bị khủng bố bằng loạt bình luận gay gắt. Thái độ của hai MC dễ khiến người không được giải phải chạnh lòng. Hai gương mặt bị dân mạng chửi bới chỉ trích vừa qua, MC thiếu tinh tế, khiến cầu thủ chẳng thể vui vẻ dù có khả năng đoạt giải cao. Anh Đức, Văn Đức như người thừa trong top 3 đề cử. C muốn bình yên nên đã xóa status. Xin chào chị MC, em cũng rất khỏe, chị còn làm ở đó không ta? Vô duyên như chị chắc bị đuổi việc rồi ha.
Xóa status được nhưng chẳng xóa được cả chương trình truyền hình mình vừa làm MC đâu. Xin chào chị MC vui tính, giờ chị dẫn chương trình còn vô duyên vậy nữa không ta? Chị sắp được bảng vàng đề tên trong hội khẩu nghiệp với danh hiệu MC vô duyên nhất Việt Nam. Xóa trăm bài blog trăm đứa thì cũng không thể nào xóa sạch những sự vô duyên trong người của cô đâu. MC Nữ Tường Vi bị chửi bới thậm tệ ở bài đăng cũ. Cô nàng là người yêu cũ của Xuân Nghị. Tường Vi từng đoạt một số giải thưởng cao trong cuộc thi dẫn chương trình. Nam Thư bật khóc nức nở kể về lý do rạn nứt tình chị em 10 năm với Hải Triều. Nam Thư cho biết cô và Hải Triều bây giờ gặp nhau vẫn bình thường nhưng không còn quá thân thiết như hồi trước nữa. Là những đồng nghiệp thân thiết thường xuyên cùng nhau diễn trên sân khấu, thế nhưng ít ai biết được mối quan hệ của Nam Thư và Hải Triều lại có những điều khiến mọi người bất ngờ sau 10 năm gắn bó với nhau. Mới đây trong chương trình Treat Ask Me, Nam Thư bất ngờ rơi nước mắt khi nói về việc mình đã làm mất đi tình chị em gắn bó gần 10 năm trời với Hải Triều. Điều này khiến cô ân hận đến tận bây giờ. Nam Thư khóc nức và cho biết cô hối hận vì những lần mình không kiềm chế được cảm xúc, ngay cả khi Hải Triều tỏ ra lo lắng quan tâm cho chị mình, thì Nam Thư vẫn khó chịu kiểu như chị không ăn đâu. Nam Thư cho rằng Hải Triều bị tổn thương vì những điều mà cô gây ra cho anh. Đồng thời Nam Thư cũng chia sẻ thêm, mặc dù cô đã nhắn cho Hải Triều một tin nhắn rất dài, nhưng sau khi đọc xong, nam diễn viên không trả lời. Tuy hai chị em bây giờ gặp nhau vẫn bình thường, nhưng không còn quá thân thiết như hồi trước nữa. Nam Thư hy vọng Hải Triều sẽ nghe được những chia sẻ từng đáy lòng của cô. Khoảnh khắc gây sốt, ông Cao Thắng lặng lẽ đứng từ xa rơi nước mắt khi Đông Nhi nói lời cảm ơn sau live show Ten on Ten. Khoảnh khắc này đã khiến hàng ngàn khán giả có mặt tại live show Ten on Ten của Đông Nhi cũng phải xúc động trước tình yêu của cả hai. Tối 22 tháng 12, Play Show Ten on Ten, dự án cuối cùng trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 10 năm ca hát của Đông Nhi, đã diễn ra tại sân vận động quân khu 7 thành phố Hồ Chí Minh. Với sự góp mặt của 40.000 khán giả cùng nhiều nghệ sĩ đình đám V-Big, trong suốt 3 tiếng, Đông Nhi đã thể hiện 36 ca khúc đã làm nên tên tuổi của cô suốt 10 năm qua, dưới phần dàn dựng hoành tráng từ âm thanh đến ánh sáng. Đặc biệt, ở phần cuối cùng của live show, Đông Nhi và ông Cao Thắng đã khiến hàng ngàn khán giả có mặt tại sân vận động quân khu 7 phải xúc động. Theo đó, để kết thúc chương trình, Đông Nhi đã nói lời cảm ơn tới tất cả khán giả đến tham dự live show và không quên gửi lời cảm ơn tới Đông Cao Thắng, người đã đứng sau hỗ trợ, ủng hộ hết mình cho cô trong suốt thời gian thực hiện dự án kỷ niệm 10 năm nay. Trước lời cảm ơn của bạn gái, từ phía khán đài, ông Cao Thắng đã không khỏi bối rối và xúc động đến rơi nước mắt. Để đáp lại Đông Nhi, ông Cao Thắng còn trao cho cô nụ hôn gió và mỉm cười hạnh phúc. Khoảnh khắc này mau chóng được ghi lại và đang lan truyền rất nhiều trên mạng xã hội. Số đông khán giả đều cho rằng đây chính là khoảnh khắc minh chứng cho chuyện tình yêu đẹp, không phô trương mà Đông Nhi và ông Cao Thắng vẫn gìn giữ suốt thời gian qua. Đủ khiến những người chứng kiến phải ngưỡng mộ đặc biệt. Nói về khoảnh khắc này, nhiếp ảnh gia Thiên Minh viết trên Facebook cá nhân. Mọi điều vĩ đại đều bắt nguồn từ tình yêu và chắc chắn nó rất ngọt ngào. Mình đi xem show Ten on Ten của chị Đông Nhi một mình phải là quá nể khi bao nhiêu tâm huyết đầu tư sức lực cho một live show hoành tráng, kỷ niệm 10 năm như thế. Mình đã chụp và quay rất nhiều khoảnh khắc trong đêm nay của chị Nhi với sự ngưỡng mộ. Nhưng chỉ một khoảnh khắc cuối cùng của live show mới làm mình cảm động và truyền rất nhiều năng lượng tích cực từ chuyện tình yêu. Mình tin khi người ta yêu, người ta có thể làm bất cứ mọi thứ rất đẹp. Khoảnh khắc anh ông Cao Thắng đứng thầm lặng một góc để điều khiển chương trình và cuối chương trình Đông Nhi gọi tên Thắng cảm ơn cuối cùng và hai người khóc vì hạnh phúc. Một khoảnh khắc để cho tất cả chúng ta tin vào tình yêu một lần nữa, thương. Phản ứng của Sao Việt trước khoảnh khắc ông Cao Thắng lùi về sau để Đông Nhi tỏa sáng đã không có ít người phải rơi nước mắt xúc động khi chứng kiến giây phút Đông Nhi nói lời cảm ơn người đàn ông âm thầm lo lắng cho mình hơn 9 năm qua. Vừa qua 22 tháng 12, Fly Show Ten on Ten, dự án cuối cùng trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 10 năm ca hát của Đông Nhi, đã chính thức diễn ra tại sân vận động quân khu 7 thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, không chỉ có hàng nghìn khán giả phủ kín cả khán đài, mà đông đảo các nghệ sĩ nổi tiếng trong showbiz Việt cũng dành hẳn một buổi tối cuối tuần để có thể đến thưởng thức âm nhạc và ủng hộ cho nữ ca sĩ. Sau hơn 3 tiếng đồng hồ đắm chìm trong những ca khúc đặc biệt,
thì giây phút làm mọi người xúc động nhất chính là khi cô nói lời cảm ơn ông Cao Thắng. Không diện vết bảnh bao xuất hiện trên sân khấu hay song ca với người yêu một ca khúc nào đó. Nam ca sĩ chọn trang phục hết sức đơn giản, đứng từ xa nhìn cô gái của mình, thỏa mãn với âm nhạc. Có lẽ giây phút này ông Cao Thắng đã là mẫu người đàn ông mong muốn có được của nhiều cô gái. Không chỉ có các fan của cặp đôi này bồi hồi cảm xúc, mà ngay cả các sao Việt cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ với tình yêu mà họ dành cho nhau. Phạm Quỳnh Anh rơm rớm nước mắt vì xúc động. Quá đủ đầy cho một tình yêu là khi người này lùi lại một bước, đứng đằng sau và cùng nhau tạo nên những dấu ấn quan trọng để đời. Chúc mừng nhé! Cũng từng có một tình yêu đẹp và gần thời điểm với đông nhi ông Cao Thắng, nhưng thời gian qua, Khổng Tú Quỳnh rơi vào nghi vấn đã chia tay Ngô Kiến Huy. Chứng kiến tình cảm của hai anh chị, cô tâm sự, em đã bảo ngôn tình là có thật mà nhiều người không tin, em thì em vẫn tin nha, điều gì xuất phát từ trái tim sẽ chạm đến trái tim. Thiên Minh dành nhiều lời tâm sự cho cặp đôi này. Mình đã chụp và quay rất rất nhiều khoảnh khắc trong đêm nay của chị Nhi với sự ngưỡng mộ, nhưng chỉ một khoảnh khắc cuối cùng của live show mới làm mình cảm động và truyền rất nhiều năng lượng tích cực từ chuyện tình yêu. Mình tin khi người ta yêu, người ta có thể làm tất cả mọi thứ rất đẹp. Khoảnh khắc anh ông Cao Thắng đứng thầm lặng một góc để điều khiển chương trình và cuối chương trình Đông Nhi gọi tên anh Thắng cảm ơn cuối cùng và hai người khóc vì hạnh phúc. Một khoảnh khắc để cho tất cả chúng ta tin vào một tình yêu lần nữa, thương. Chế Nguyễn Quỳnh Châu, tình yêu ở đó bạn còn tin thì nó vẫn ở đó, chúc mừng anh chị thần tượng tuổi thơ của tôi. Isaac, rất khó để có thể tìm được một người tri kỷ để trở thành chỗ dựa vững chắc về tinh thần, lẫn điểm tựa về sự nghiệp một cách vô điều kiện như thế này. Chúc mừng Mai Hồng Ngọc và ông Cao Thắng vì đã có một cột mốc 10 năm thăng hoa tột đỉnh cùng nhau bằng một live show tuyệt vời. Hàng loạt các nghệ sĩ đều chia sẻ khoảnh khắc này và chúc mừng họ vì đã tìm thấy nhau trong cuộc đời. Đồng thời, chính tình yêu ấy sẽ truyền cảm hứng cho rất nhiều người xung quanh.